Mày biết gì mày nói vậy? Nhưng mà Liên là người yêu của anh mà. Cô dám đánh tôi không? Ủa anh, hôm nay có khách ở nhà mà anh dắt em đi chơi vậy, mọi người có nói với anh không vậy? Không sao đâu em, có tụi nó làm ở nhà là ok rồi. Anh. Sao em? Anh có thương em không? Sao em lại hỏi vậy? Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn ở bên cạnh em mà. Có thiệt không đó? Anh thề. Thôi được rồi, em tin anh. Anh hứa yêu em với những gì anh có. Anh mãi yêu em như lời anh đã hứa. Dành trọn con tim tình yêu chỉ em thôi. Hai người về rồi hả? Ừ, chị mới về. Hôm nay đi chơi, em có vui không? Dạ vui. Anh có mệt không ạ? À? Đi chơi giờ này em không có thấy mệt. Thì không? Hả? Giờ anh chị ở lại tung đẹp nha, em đi về trước không? Ừ, anh về đi, để anh chị coi nha. Em nói chưa? Nói sớm giờ rồi nè. Vậy để anh đi bộ đồ ăn cho nha. Ừ. Nhưng mà em thích ăn gì? À, ăn cái gì cũng được. Ok, vậy thôi, ở nhà đi. Trong tiền đi. Anh đi mua gì cho anh? Nhớ mua gì nhiều chút nha. Ok, được rồi. Em đi thay đồ. Ok. Thank you.
Ủa sao nay chị tới trễ vậy? Chị không được khỏe hả? Chị Ngọc, anh đây có chuyện gì phải không em? Chuyện gì là sao? Tối hôm qua chị thấy ma. Có ma phải không em? Ngọc, thôi được rồi, giờ chị bình tĩnh nha. Là giờ sao? Giờ chị bình tĩnh. Chuyện thì cũng đến lúc này rồi, em kể cho chị nghe luôn. Thực ra thì lúc trước anh Luân có yêu một người bạn thân của em. Rồi sau đó anh hai mày tới. Này giờ đây anh hai mệt vậy? Này có cách không anh hai? Ừ, có em. Giờ mày tới hả? Anh làm cái gì? Anh để hoãn chưa? Không có sao. Tí nữa có khách không anh? Anh xin ớt đi. Tí nữa có khách á. Anh là chị. Chị lấy xong rồi chị. Đúng rồi. Bây giờ chị muốn xăm ở đâu chị? Chị muốn xăm ở đầu gối chị kia xịn của chị. À, xăm ở đầu gối ha. Chị thấy hình này ok không? Tầm mẫu đi ha. Lấy hình này ha. Chị thấy ok không? Lấy hình này cũng được. Vậy bây giờ mình qua xăm luôn ha chị. Cứ để nó đi, mình đi ra ngoài đi. Ủa anh ai vậy? Chỉ là người làm của anh thôi mà.
Liên như vậy. Chuyện của tao, mày hỏi làm gì? Nhưng mà Liên là người yêu của anh mà. Mày biết gì mày nói? Nhưng mà Liên là bạn thân của em. Sao anh buồn vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh đối xử với em như sao? Tại sao anh nói với khách hàng của anh em là người làm vậy? Ai nói với em như vậy? Chính miệng anh nói là như vậy đó. Em là bạn gái của anh, tại sao lại đi nói với khách hàng em là người làm của anh là sao? Chỉ là... Mà thôi, anh đi ngủ đi, anh đi tắm. Anh có biết là bây giờ mình đang có con rồi không? Tại sao lại đối xử với em như vậy hả? Cô nói sao? Có con với tôi à? Em đi ăn nằm với thằng nào, giờ về đối xử cho tôi. Còn khuya. Anh nói gì mà nghe được đó hả? Ốm nè. Cô dám đánh tôi hả? Đứng lại đó. Không bao giờ tha cho anh đâu. Cô đi ăn nằm với thằng nào? Nó chuyện là vậy đó. Chị Mê thì về nhà nghỉ ngơi đi, để em ở lại coi tiệm cho. Ừ, em coi tiệm giúp chị nha. Chị này. Dạ này. Đi về cẩn thận nha. Nhưng mà bà khờ quá vậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Bà chết đi rồi cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Tối nay chỉ có một mình tôi ở phòng xăm thôi. Bà có linh thiêng thì về gặp tôi với. Bye.